xuân về ấm áp chan hòa, mùa xuân quê nhà tràn đầy yêu thương thắm tình quê hương. Tết nay đại tiệc âm nhạc Xuân Phương Nam đã trở lại cùng khán giả đón chào năm Giáp Thìn 2024. Với sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ đến từ lĩnh vực khác nhau, góp phần tạo nên những tiết mục đặc sắc sẽ được phát sóng xuyên suốt từ 30 Tết đến mùng 6 Tết. Những bài hát nhạc xuân đầy màu sắc và sôi động, cùng những tiết mục hài kịch đầy ý nghĩa trong ngày Tết, hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả khoảng thời gian giải trí tuyệt đỉnh trong năm Giáp Thìn. Và trong tập phát sóng hôm nay sẽ là chủ đề Chúc Tết An Khang. Vẫn ước ao về quê hương đón Tết. Ngày xuân ai có đi đâu xa, vẫn mong sao tìm về tổ ấm. Dù lều tranh hay vách lá đơn sơ, vẫn nơi đây là niềm vui hạnh phúc. Chào dâng nước mắt bao yêu thương, quấn quýt bên nhau mái ấm gia đình là hạnh phúc mùa xuân. Ngày xuân đến với quê hương tôi, vang khúc ca rộn ràng khắp chốn. Ruộng nương hay con suối con sông vẫn reo vui mừng ngày Tết đến. Đồng quê vang tiếng hát bao em thơ, đang nhẫn nhơ cười đùa trong nắng ấm. Bình minh chiếu sáng trên quê hương tôi, mong ước sao được mùa năm mới. Nguyện xin Chúa xuân đến đem yêu thương, để quê hương này luôn mãi là ngày xuân. Xuân đến mang yêu thương khắp bốn phương, ngàn hoa đua nhau nở. Dù ai đang sống nơi xa hoa, ước mong sao tìm ra chân lý. Gặp buồn vui hay lắm lúc nguy nan, có quê hương là niềm vui cuộc sống. Đời thêm khúc hát xuân yêu thương, đến với tim tôi nắng gió xuân về, làm cuộc sống đẹp tươi. Ngày xuân đến với quê hương tôi, vang khúc ca rộn ràng khắp chốn. Ruộng nương hay con suối con sông vẫn reo vui mừng ngày Tết đến. Đồng quê vang tiếng hát bao em thơ, đang nhẫn nhơ cười đùa trong nắng ấm. Bình minh chiếu sáng trên quê hương, mong ước sao được mùa năm mới. Nguyện xin Chúa xuân đến đem yêu thương, để quê hương này luôn mãi là ngày xuân. Ngày xuân đến với quê hương tôi, vang khúc ca rộn ràng khắp chốn. Ruộng nương hay con suối con sông vẫn reo vui mừng ngày Tết đến. Đồng quê vang tiếng hát bao em thơ, đang nhẫn nhơ cười đùa trong nắng ấm. Bình minh chiếu sáng trên quê hương tôi, mong ước sao được mùa năm mới. Nguyện xin Chúa xuân đến đem yêu thương, để quê hương này luôn mãi là ngày xuân. We'll be right back.
được chúc mừng năm mới anh Hoàng Rapper và anh Quách Thành Danh. Và nhân dịp năm mới thì cũng xin được chúc hai anh và gia đình nhỏ của mình sẽ luôn có được thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Cảm ơn hai anh đã đến với Xuân Phương Nam. Trời ơi, con đang tạo điểm nhấn. Con đang làm một cái không khí nó rất là mùa xuân. Thôi đi con ơi, làm ba cái trò này kỳ cục lắm. Ủa, sao chưa về nhà? Trời ơi, ta nói là còn cái sạp còn quá trời hoài kìa. Sao con về được? Con phải ở đây phụ chú chứ. Chứ ở đây có mấy người, ai chú cũng đuổi gì hết trơn á. Đó, công việc chú gom là chú làm có một mình chú à. Mà chú lớn không nổi luôn, thấy không? Không có cần. Nghe, dạ? Tụi con ở xa, biết không? Bây giờ á, con đi xe Honda này ha, là con đi giờ này nó mới kịp về tới nhà con để ăn Tết với cha mẹ con, hiểu dạ. Chưa? Trời ơi, chú yên tâm nha, con là sắp xếp hết rồi. Với lại con muốn ở đây phụ chú chút xíu thôi rồi con về. Chú không có cần, đi, về ăn Tết với cha mẹ để không có kịp đó. Trời ơi, chú thấy con đầu tư quá trời, nguyên bộ đồ nổi ơi là nổi. Rồi con đứng ở đây, con làm này làm kia, mục đích con là gì? Quảng cáo cho ta vô đây ta lấy quà. Quảng cáo cái gì, năm nào chú cũng phát quà Tết ở đây hết trơn trời. Nè, đây nè, có cái bản này ta tới ta đọc cái là ta biết liền nè. Đó, gắn kết yêu thương, đường về có xa cũng quá gần, thấy không? Người ta chạy ngang đây, cái người ta nhận quà Tết ta về ta ăn Tết, chú hiểu không? Ơi chú, bây giờ tới cái giờ ta về quê ta ăn Tết ta nôn, đúng không? Ta chạy riết về quê, ai mà chạy từ từ mà nhìn cái bản của chú. Vậy chứ giờ con muốn làm sao? Tao thấy năm nào tao cũng làm vậy mà tao vẫn phát quà được vậy. Thì hồi nãy con đứng con quậy đó, con nhảy đó, cái người ta tập trung vô con, sức hút của con mà. Cái người ta tới đây người ta thấy, nhìn kỹ tao vô tao lấy quà. Muốn quảng cáo cái chỗ phát quà Tết giùm cho chú rồi, đúng không? Rồi. Con muốn làm gì con làm, con đừng có nhảy múa, nghe. Ở đây là chỗ phát quà Tết chứ không phải vũ trường. Yeah. Trời ơi con nhảy hồi nãy con nhảy kỳ lắm con. Vậy thôi con làm cái khác. Làm khác đi. Thôi cũng đừng làm sở thú con. Ta Tết chứ không ai coi khỉ đó. Trời ơi chú ơi, con đang làm cái con mà bơm hơi ở ngoài siêu thị á. Nó đứng nó quát nè, thấy không? Kìa chú, con quát là bây giờ con khách kìa. Dạ. Trời ơi nó quát tưởng. Hiện tại là em đang có mặt ở một cái đoạn đường. Em đi ngang đây gặp chỗ này có phát từ thiện nè. Đó, em bu vô em quay nội dung cho anh chị coi. Đó, nè, anh chị thấy không? Nè, nhìn mặt đói khổ ghê không? Bây giờ là đây lấy đồ này về ăn. Mặt mày xinh lè, xinh lé chắc đói lắm không chú? Úi, lấy vừa vừa thôi. Để chừa cho người sau nữa, người ta còn đi tới người ta đông lắm. Chú gì mà tham không? Khoan, con đang làm gì vậy con? Dạ, con làm nội dung. Làm nội dung hả? Trời đất ơi, rồi quay tấn nguyên cái máy vô trong mặt ta, rồi mặt ta như mặt bàn vậy đó hả? Mày để hồi ra tao nhai nát cái máy của mày vợ nghe. Ở đây tôi là chủ, tôi là người phát quà Tết cho mọi người. Nhào vô ăn đằng sống nó còn gió. Trời nghe. Nhỏ con mà tấm lòng bao la ghê anh chị. Trời nó tráo trở dễ sợ luôn. Bây giờ có lấy quà không? Dạ không, con lỡ con quay rồi con phụ, cho con phụ đi chút. Dạ, con phụ nha. Phụ thì phụ nha, không có phá nha. Dạ, rồi ơi, vậy coi nè. Trời ơi, đây chú có cái con quách khách này đẹp quá chú. Trời ơi, người ta làm kỹ ghê nè. Nó lỗ chân lông luôn nè anh chị. Trời đất ơi, nhìn nó xịn quá chú, nhìn nó thiệt quá nè. Con này chạy bằng gì chú? Nó chạy bằng cơm á con. À, mỗi cơm. Ngày nó phải có cơm nó mới chạy được. Nó còn chức năng khác còn hay hơn nữa con. Chức năng gì chú? Chức năng tát á con. Anh đau dữ chú. Nó còn cái chức năng hay hơn tát nữa con. Chức năng gì chú? Chửi á con. Dạ. Cậu làm cái gì vậy? Chỗ tôi đang đứng tôi phát quà. Cậu lợi cậu quay là cái gì vậy? Hả? Cậu làm như vậy là cậu bậy lắm đó. Biết chưa? Mình làm nội dung. Ở đây không có nội dung gì để mình quay hết á. Nè, đi. Nội dung nè. Rảnh mà. Chỗ này là chỗ phát quà Tết. Ta chỉ giỡn thôi mà. Đó. Có muốn phụ thì phụ tôi, còn phụ thì đi chỗ khác chơi. Rồi nè con, chuẩn bị đi con. Ê, kìa, rồi kìa, vô nè mấy chị. Đây à. Lấy quà con nè. Về quê vui vẻ nghe. Đó, đây, 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 đây,
Rồi đây đây. Rồi. Rồi. Đây đây nè con gái. Chú ơi, đi. Con tự hào về cái công việc chú làm hết trời luôn á. Nhiều khi á, cái quà mình cho người ta không có đáng giá bao nhiêu hết trơn á. Nhưng mà tấm lòng nó mới là quan trọng. Thì đó, đó đi đường với nhiều người xa đó con. Dạ. Thì có bánh nè, rồi có nước để người ta dùng. Dạ. Nghe, rồi tiếp đi phụ chú đi ha. Dạ, dừng lại. Thôi tiếp đi chú, làm đi. Tôi nói dừng lại nghe không? Sao nói không nghe vậy trời? Tôi nói dừng lại đi, đừng có đạp tôi nữa. Tôi đi bộ bằng hai cái chân tôi là được rồi. Mấy người đừng có đi ở trong bụng tôi, mấy người đạp mình đau quá trời đi. Ô con ơi con, ở đây là chú phát quà Tết, chú đâu làm gì bậy bạ đâu, kêu dừng lại con. Không, con kêu dừng lại là con kêu hai cái đứa trong bụng con á. Tụi nó dừng bánh lộn lại đi, tụi nó mệt quá trời. Ủa, luôn. Ủa trong này có người núp ở trong hả? Đau, con động. Giỡn thôi, nè. Mai mốt có nói cái gì á thì nói nhỏ nhỏ thôi. Tự nhiên ở đây con la dừng lại cái chú hết hồn hết vía, tưởng là làm gì phi pháp không à. Hiểu không? Xin lỗi chú. Trời cha, cái bụng bự dữ vậy nghe. Dạ. Ngồi đây nghỉ đi. Ngồi đây. Dạ chú. Con nói sao bụng này hai đứa hả? Dạ hai đứa. Con thấy bự lắm mà nghe. Coi chừng hơn á. À, bác sĩ cũng nói vậy á chú. À. Bác sĩ nói là hai đứa là dự trù thôi, có thể hơn nữa. Trời ơi, còn phát sinh nữa hả con? Dạ. Dạ. Tới đây rồi tặng quà chị luôn nha. Con sao á? Dạ. Mày phát quà Tết mà mày không có cái não gì hết trơn. Ủa, trời. Ủa là sao chú, mỗi người vô thì mình phát mà. Đây nè, đây ba người lận con. Vậy tặng chị hết luôn nè. Ờ. Dạ, ba phần luôn. À, nếu mà có phát sinh năm sau rồi chú tặng tiếp. Dạ, cảm ơn chú. Ờ, nhưng mà con có lấy quà. Con đâu tới đây lấy quà đâu, trả nè. Ủa chị có lộn không? Ở đây là chỗ tụi em phát quà Tết á. Chị vô đây là chắc chắn chị lấy quà Tết rồi, tụi em tặng chị nè. Không có lấy quà. Ủa không lấy quà chứ con đi đâu? Con đi bộ. Bầu mà đi bộ xuyên Việt nghe anh chị. Khùng ghê. Tôi đi bộ có 10 mét từ bên kia đường tôi băng qua đây tôi thở muốn chết rồi, đi xuyên Việt sao đi nổi. Ủa tự nhiên cái đi bộ vậy chị, cuối cùng là chị vô đây chị không có xin quà đúng không? Không xin quà. Chị cần cái gì? Chị cần xăng á, chị muốn lấy xăng. Ủa đi bộ mà cũng đổ xăng nữa hả con? Tức là như vậy, hai vợ chồng con là đi xe máy đi về quê. Cái đi tới cái khúc bên kia đường đó, cái xong mà cái xe chồng con nó sực hết xăng. Cái nó đứng luôn chỗ. Chồng con mới biểu là thôi bây giờ đi xuống đây kiếm cái chỗ nào mát mát xin vô ngồi ké một chút. Ổng đi đổ xăng lát không quay lượm đó con. Đó con phải nói rõ vậy chứ. Thôi ngồi nghỉ ngơi đi không sao nha. Ở đây mát mẻ lắm. Cho rồi, con ngồi ké chút nghe chú. Con cứ ngồi đi, chừng nào chồng con đổ xăng xong rồi cái gì cái thằng kia nó cứ mày quay tự nhiên mày quay gì mày chĩa cái máy vô trong bản mặt người ta hả? Thiệt tình á, thằng này không biết đâu tới làm nội dung gì đó, coi kệ nó đi. Hai vợ chồng con á, Tết nhất có bầu có bị như vậy thôi, người ta đi xe đò đi, đi không đa hàng chi cho nó nguy hiểm con, mà nó xa xôi nó mệt nữa. Chú nói làm sao chứ, hơi đâu đi xe đò. Chú nghĩ đi, giờ nè con chần chần vậy nè, con lên xe đò con che đâu có lợi người ta. Ở trên nó ngột ngạt lắm, với lại cái ghế trên xe đò nhỏ xíu à, cái bụng con vậy nè con đâu có nhét vô vừa đó, hình thử là con phải đi xe máy. Quê của hai chồng ở đâu? Dạ ở gần xỉu hả? Gần hả? Ờ thế vậy cũng ổn. Dạ con đi hết con khúc đường này là tới rồi. Hết khúc đường luôn hả con? Dạ. Dạ hả? Là tới nhà rồi hả? Dạ dạ. Trời ơi vậy đỡ quá trời. Đường gì vậy con? Quốc lộ 1A. Đó. Gì vậy? Bà đi hết cái quốc lộ 1A bà mới tới nhà bà. Dạ. Là tới Cà Mau đó. Không, con đâu có ở Cà Mau. Vậy bà ở đâu? U Minh. U Minh với Cà Mau là một. Ủa cha. Gì vậy? Tôi nói thôi, tôi đâu có làm gì đâu mà. Ủa cha. Ủa cha. Cái gì vậy? Ủa cha. Ủa cha. Ủa cha. Ủa cha. Ủa cha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Hôm nay nó đẻ. Hôm nay nó đẻ. Tôi nó đi đẻ liền. Tôi nó đi đẻ liền. Trời ơi. Trời ơi. Hôm nay nó đẻ. Từ 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 từ. Từ từ. Đưa đi đẻ. Từ từ. Đi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng để nó lọt con. Từ từ. Chưa có đau đẻ. Cái gì con la dữ vậy con? Tại vì con đi xe máy mà con đi đường dài á. Lâu quá đó. Nó tức cái bụng. Nó đau tức cái bụng á. Ồ vậy hả? Thôi vô ngồi nghỉ ngơi chút đi. Trời ơi cái chuyện thế gì? Tức cái bụng thôi. Không. Con nhỏ này nó hiểu nè. Bầu chưa đẻ nha anh chị. Nó tức á. Đi cho chú. Cho con đi cái chỗ nào mà nó thoải mái hơn đi. Trời ơi đi đẻ. Trời ơi. Ráng còn chút xíu nữa tới rồi. Đưa đi vô. Anh chị cùng theo chân em để coi bà bầu đi
bà bầu trong đó hư tới vậy anh chị? À, mình không có vô trong đó được. Kỳ. Dạ hết nào vô rồi nghe anh chị. Được, được, tắt, công tác, tôi đây, tôi xuất hiện rồi đây. Nè, nè, quay tôi đi, quay tôi là có nội dung liền. Hello mọi người. Cái mặt này cũ anh chị, không có nội dung. Ê, mày đừng có xúc bà, nghe vô duyên nha. Đây, 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 nè, nội dung vô đây. À, một người chồng mẫu mực, sau khi đổi sang đã tìm lại người vợ có bầu của mình. Anh trai, vợ anh đang toilet ở trong á, đợi xíu ra liền nha. Đây nè, chồng của chị bầu hồi nãy nè. Đó, quay vô, nè, nè. Cái gì vậy? Có vợ hồi nào tự nhiên nói tôi có vợ. Vậy là tóm là không phải chồng của chị nãy phải không? Trời ơi, mặt đây mà chồng gì trời. Rồi rồi, không có phải chồng của chị nãy nha mọi người nha. Mà ủa anh xôi nguyên một thùng luôn. Trời ơi xôi, người ta đi xin xôi đúng không? Nè. Ủa nè nè, quay chĩa cái máy sáng cái mặt này nè. Cái mặt này nè, cái mặt tham lam. Mình ăn xôi á, mình lấy một phần thôi. Cái đồ từ thiện đâu phải muốn lấy nhiêu là lấy. Hay là cái bụng mình, cái bao tử mình nó bành trướng hơn người ta thì mình ăn 2 phần, 3 phần là quá đáng rồi. Ở đây mình lấy nguyên một thùng hay làm cái gì? Hả, quá đáng rồi đó. Nặng nặng vô cho có nội dung vô phải không? Mập mà còn ăn nhiều. À! Trời ơi, tôi biết là nhiều người ngoài kia, nhiều người người ta tham, người ta lấy không phải một phần mà người ta lấy rất là nhiều phần. Nhưng mà tôi là không phải như vậy. Cái này là của ba mẹ tôi á, là biết chú là có cái trạm để mà tiếp tế lương thực cho người ta đây nè. Cho nên là nấu 20-30 phần sau rồi gửi cho chú phát vậy à. Ủa là cái này là nhà nấu đem qua cho phát hả? Nhà nấu đem qua chứ mặt này mà tham gì trời. À, xin lỗi cô đồng mạng nha. Xin lỗi luôn nha. Không sao không sao, tôi bỏ qua hết. Tết nhất mà. Dạ. Ủa, bé Bảy, tôi mới qua hả? Dạ dạ, cái này là ba mẹ con nấu 30 phần xôi rồi gửi cho chú phát cho ba mẹ con. Trời ơi quý quá. Gửi lời cảm ơn ba mẹ con nghe. Dạ. Đây nè con, để đi đi, để hồi phát cho người ta. Đây là người ta nè, con phát cho người ta luôn nè. Dạ, cái này ba mẹ con gửi chú phát giùm con nha. Dạ, để phát cho người ta. Đây, nặng chú ơi. Đây là phát cho người ta nè. Cái này của ít mà lòng vòng nha anh chị. Lòng vòng gì? Đúng rồi, lòng vòng gì? Dạ, ba mẹ con gửi chú phát cho người ta. Rồi, đây nè, để có cái động để lát phát cho người ta. Dạ, phát cho người ta nè. Phát cho người ta. Trời ơi, để ở động để phát cho người ta. Phát cho người ta. Dạ, chú phát cho người ta. Trời đất ơi, tao nói là đưa để vô động để phát cho người ta. Này, của ít mà còn dài vòng nha anh chị. Tao nói dài vòng là đúng đó. Trời ơi, chú có gì đâu dài vòng. Chú nghe tao nói hả? Có qua có lại mối tội lòng nhau. Trời ơi, rảnh quá vậy. Để vô trọng, một lát phát cho người ta, hiểu không? Ok. Đó, cảm ơn con nghe nè. Bầu đẻ chị ơi, bầu đẻ nữa rồi. Ok cha. Trời ơi, cầm đây, cất, cất. Trời ơi. Ok cha. Trời ơi, nó đẻ ở trong hả? Trời ơi, con ơi con, đưa nó đi đẻ. Đi đẻ. Trời ơi, chết rồi. Đỡ lên nhẹ. Trời ơi. Chú có đau đẻ. Chứ mày đau gì? Đau đói á. Trời ơi, tôi ứa gan nãy giờ rồi. Lấy cái ghế cho nó coi. Lấy xôi đi. Đâu, cho đâu. Ê, con ăn đi con. Nhà chú sao, lấy cái bàn cho. Ê, từ. Mỗi lần mà đói là nó đá không bình trong này á. Đi ăn đi. Coi có bầu cực lắm á, mày muốn chú có bầu thử đi chú biết. Mày đi, sao mày kêu tao có bầu? Em rút chị cho. Lớn lên chị, mâm. Làm gì vậy? Em đút chị. Đút chị? Tôi có tay mà. Ủa em quên, em tưởng chị có bầu cái chị. Nè. Nó có bầu thôi, chứ bộ nó có bầu rồi nó không có tay thì sao? Thiệt. Dạ, coi vậy chứ dễ thương lắm con. Dạ. Này của ba má nó nấu đó. Dạ. Năm nào cũng vậy hết á. Cảm ơn em nha em ơi. Kìa chị, cảm ơn kìa, bye bye. Dạ. Ăn bớt cười rồi chị, ăn phải khổ vô. Ăn nước mắt nó phải rớt lưng tròng, phải không? Ăn khổ vô giùm em à. Là khổ vô đây á hả? Đừng có nhìn cái camera. Chị, nè nè, đây nè, chị nhìn đây nè. Nè nè, nhìn em nè. Nhìn sao vậy đó? Ê! Rớt kìa. Trời ơi, cái đồ ăn của người ta mà sao mà rớt xuống đất vậy sao được? Lụm lên. Trời ơi. Bỏ họng ăn luôn, không cần phổi đâu, bỏ. Ê! Đưa đây con. Không, cái này con ăn được. Nó rớt xuống đất rồi. Bỏ đi con, nó không có vệ sinh. Ăn liền đi chị, bỏ vô ăn nó mới khổ. Quay đây nè. Dạ. Sao con? Dạ con làm nội dung. Đồ dạ. Ăn ta rớt xuống đất. Dạ đúng rồi. Sao mà con kêu người ta lượm lên? Đúng rồi, vậy mới khổ. Rồi ta ăn. Dạ đúng rồi. Vậy mới khổ hả đúng con? Đúng rồi, nội dung như vậy mới đúng. Dạ. Vậy đưa này cho chú mượn cái con. Dạ. Đây, cái thằng
quay nãy giờ đây nè mọi người ơi, mọi người ơi. Nè con. Dạ. Con ăn đi con. Dạ thôi, đến đến cho con ăn đi. Dạ, không, mẹ không ăn đi, mẹ ăn đi. Sao ăn chứ? Giờ không ăn được mà kêu ta ăn là sao con? Cái gì mình làm không được thì đừng có kêu người ta làm. Đâu, biết chưa? Mình phải làm nó khổ như vậy đó là cho người ta tội nghiệp, người ta mới bu lỡ người ta cho tiền. Ở đây chú không có cần, nghe. Trời ơi mày muốn bu không? Ta hê lên tiếng nó bu liền nè. Dạ. Chú ơi để đó, con xử nó đó. Thôi, đừng đánh nó, có gì đâu. Hỏi cần tới em nè, ba má con bu là chú. Nè nè nè, bu nè. Con làm gì? Trời ơi, sao đồ ăn đồ uống mà quăng xuống đất kêu tôi lượm nó ăn. Tôi tưởng đâu là nó tiếc miếng ăn ai vậy, nó kêu tôi làm nội dung. Thôi. Trời ơi là trời. Con có bầu mà con hăng quá. Con hung như vậy là nửa con của con nó cũng y chang vậy sao? Có bầu phải dịu dàng lại, đẻ con ra nó mới vui vẻ, hiểu chưa? Chứ nó chơi kỳ kìa. Nó kỳ thì dạy nó, nghe không? Bầu đánh người, bầu đánh người. Ta đánh nó nào? Có ai đánh con đâu, còn chú ở đây mà. Nghe, giờ đi. Cho con quay bá lụm cái nữa được. Không! Trời ơi, trời ơi, đi chưa? Bây giờ tới ta nói đi nè. Muốn lụm á? Thôi, nó cũng đi kiếm ăn thôi mà con. Sao mà hăng quá trời quá đất à. Tao là tao dữ dữ dội lắm nè, mà tao còn tu nè, hiểu chưa? Thôi được rồi, bây giờ như vậy đi à, lấy quà. Dạ. Lấy quà cho chị. Ủa? À, chú tặng quà cho hai vợ chồng nghe, với hai đứa con. Rồi à, chú chúc mẹ tròn con vuông nghe không? Dạ. Ăn Tết vui vẻ, nghe đây nè. Dạ. Đó, cầm dạ. Quà. Dạ thôi chú ơi, à, con cảm ơn chú nhưng mà chú để dành cái quà này á, tặng cho mấy người nào mà họ khó khăn hơn vợ chồng con đi. Vợ chồng con còn lo được. Không có khăn sao hai vợ chồng đi từ đây mà về tới U Minh mà đi bằng Honda. Con mà khá khá chút là con đã đi xe giường nằm rồi đúng không? Chú biết hết á, cái gì đâu mà sĩ diện. Sống cho nó thực tế đi con. Đây nè, cứ cầm nha. Dạ. Qua năm sau có về đi ngang đây cứ ghé, năm nào chú cũng phát quà Tết hết trơn cho mọi người, nghe không? Rồi. Dạ, cảm ơn. Chúc nhà con vui vẻ nha. Bây giờ tới con. Dạ. Con phụ chú vậy được rồi. Con cũng về đi, về để kịp ăn Tết với gia đình. Tự nhiên cái chú đuổi con ăn vậy? Mày mà cứ chần chừ là mày về trễ đó, không có đón giao thừa với ba má mày được đâu. Dạ. Nghe không? Đợi chú chút xíu. Đây nè. Đưa đây con. Ờ, cảm ơn bé Bảy nha. Rồi. Em là cũng đi xe máy về quê hả? Đúng rồi. Em đi xe máy về quê không á chị? Quê em ở đâu vậy? Cảm ơn chú. Quê đâu? Quê em gần á chị nhiều. Ở đâu? Ở dưới Nam Căn á. Là Cà Mau đó. Trời ơi, sao biết? Thì hai đứa mình là chung quê mà. Trời ơi, ai biết cùng quê đâu. Dạ. Bây giờ nè, chị em mình đi xe máy về với nhau đi. Đi về chung luôn chị. Có bạn đường rồi chú ơi. Dạ. Ủa rồi con đi chung nó rồi chồng con sao? Trời ơi, bây giờ con chở chị tới cây xăng nè. Rồi chồng chị chở chị đi tiếp, rồi hai đứa con chạy chung. À, dạ, tới như vậy có bạn cũng đỡ. Dạ. Nghe chú dặn nè, chạy từ từ thôi nha không? Dạ. Rồi á, có mệt á thì ghé vô quán mình uống nước, mình nghỉ ngơi, xong rồi mình đi về. Dạ. Tà về, đừng có gấp gáp nguy hiểm nghe không? Dạ. Cho chú gửi lời chúc Tết ba má con nghe không? Dạ, dạ. Rồi, đi dạ, ăn Tết như vậy. Cảm ơn chú, cảm ơn em nha. Dạ. Ăn Tết xong con ghé thăm chú. Rồi, dạ. Ăn Tết vui vẻ nghe không? Dạ, dạ, chú ăn Tết vui vẻ nha. Đi đường cẩn thận đó. Ủa chú? Rồi chú kêu người ta về vậy ai phụ chú? Con phụ chứ ai phụ? Nó có, giờ con về con phụ ba phụ mẹ con nè. Bậy bạ. Chú ăn Tết vui vẻ nha. Bậy bạ. Ê, bậy bạ. Ủa tôi tưởng có nó phụ tôi chứ trời. Ủa, rồi sao cho đi về, về hết trơn? Úi ta. Còn mình nè trời. Úi ta. Không ai phụ. Úi ta. Ủa, cái gì vậy mấy đứa này? Sao mà bỏ chú vậy? Sao quay lại làm gì vậy? Phụ con rồi về. Chúng ta về nhà thôi, dắt tay nhau về nhà thôi. Con to ba chờ chồng. Cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến một tiểu phẩm hài rất là vui nhộn vào ngày Tết như thế này. Và cảm ơn các nghệ sĩ đã du xuân cùng với Xuân Phương Nam năm 2024. Phải nói rằng là rộn ràng tiếng cười đúng không ạ? Và xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị khán giả, nghệ sĩ Minh Nhí. Minh Nhí xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi ạ. Diễn viên, đạo diễn Ngọc Duyên. Dạ xin chào quý vị ạ. Một gương mặt quá là quen thuộc rồi đúng không ạ?
Su Su. Dạ xin chào mọi người. Dạ. Bé Bảy. Dạ, xin chào mọi người. Và xin được giới thiệu Đắc á. Và Quý Bảo cũng xin thay mặt cho chương trình của Xuân Phương Nam gửi lời chúc đến tất cả các nghệ sĩ của chúng ta năm 2024 sẽ có thật nhiều sức khỏe nè, lúc nào cũng là làm ăn tấn tới, nhiều show, một năm thật là phát tài phát lộc nha. Mình Nhĩ xin thay mặt cho tất cả các con có mặt ở đây xin kính chúc tất cả quý vị khán giả, các anh chị và các bạn cùng với gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Như sương ngoài phố, mùa đông đã qua rồi, chờ xuân hè mới cười để ta hé không. Và thế là Tết đã đến rồi, vang từng tiếng pháo Tết, cánh mây bằng ánh nắng chưa qua thêm. Người ta rộn ra chúc Tết trẻ con rực rỡ áo Tết, cầu mong một năm mới hè lũ chim non vui mừng, cho đón năm mới thêm tương bừng. Hót lên không ngại ngần rằng Tết đến theo mùa xuân. Tết vui trong yên bình, mỗi bạn chỉ có hương gia đình, bố đang ăn mứt dừa, mẹ tí tết. Và thế là Tết đã đi, ngoài sân rộn rã canh em, bà con hàng xóm nao nức đi chùa, cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mới đến, cầu cho một năm mới hên. Đọc hay sắc thắm em vui mừng trồng hoang ca, con chúc ông bà sống lâu với con hàng trăm tuổi, ba mẹ sức khỏe dồi dào, trên môi luôn hé môi cười. Và ta chúc tất cả mọi người có một năm mới thật bình an, tiền tệ vật chất bao la, cuộc sống em ấm an nhàn, quên đi hết âu lo và những ưu buồn trong cuộc sống, những điều không vui không may mắn thì cho vào hư không nha. Và thế là Tết đã đến rồi, vang từng tiếng pháo Tết, cây mai vàng ánh nắng chưa qua thêm. Người ta rộn rã chúc Tết trẻ con rực rỡ áo Tết, cầu mong một năm mới hè lũ chim non vui mừng, chào đón năm mới thêm tương bừng. Hót lên không ngại ngần rằng Tết đến theo mùa xuân. Tết vui trong yên bình, mùi bánh trưng tỏ hương gia đình, bố đang ăn mứt dừa, mẹ tí tách cắn hạt. Và thế là Tết đã đến, ngoài sân rộn rã canh em, bà con hàng xóm nao nức đi chùa, cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mới đến, cầu cho một năm mới hên, cầu cho một năm mới hên. Và thế là Tết đã đến, ngoài sân rộn rã canh em, bà con hàng xóm nao nức đi chùa, cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mới đến, cầu cho một năm mới hên, cầu cho một năm mới hên, cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mới đến. Cho một năm mới người no ấm, nhà nhà hân
mừng lễ gia tiên đón xuân tươi đẹp, ghi dấu về Việt Nam bao nỗi niềm bao luyến lương. Xuân về đồng lúa xanh bạt ngàn, cò bay thẳng cánh bao la ngút ngàn quang ca. Người ơi cùng mến thương trang hoa, mai nở ngập trời tươi sáng đầu năm. Kìa lân kìa pháo đĩa chào xuân, mừng tuổi thơ ông bà bao đó lòng cầu mai. Mừng tuổi thơ ông bà bao đó lòng cầu mai. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe Lý Mừng Xuân, tác giả cố nghệ sĩ Bạch Mai, và người trình bày là con gái của cố nghệ sĩ, xin được giới thiệu nghệ sĩ Bình Tinh. Xin chào chị ạ. Dạ, và lời nói đầu tiên cho Tinh xin gửi đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Xuân Phương Nam lời chào trân trọng nhất ạ. Và xin chào hai MC dễ thương xinh đẹp ạ. Bình thường bên ngoài là Bảo hay chọc, Bảo gọi đây là bằng Út của Bảo. Út ơi, Út còn xíu à, mà sao cái giọng Út nó còn dày nè. Cái giọng nó còn dày cho nên cái tướng nó cứ chiếu. Và bây giờ hỏi chị nè, nhân dịp Tết đến xuân về và mình lịch trình đắt show như vậy á, thì cái khoảng thời gian nào mình dành cho gia đình? Có thể là cái khoảng thời gian mà Tinh dành cho gia đình á, đó là đêm giao thừa. Dạ, là tại vì thường thường á, thì tất cả các cô chú các anh chị á, đều yêu thương và muốn mời Tinh đến với những đêm chương trình trực tiếp của lễ giao thừa để mà gặp gỡ tất cả quý vị khán giả. Nhưng mà quan điểm của Tinh thì Tinh lại nghĩ khác, là mình đã cả năm buôn ba đi biểu đi diễn khắp tất cả mọi nơi, và đêm giao thừa là một cái đêm mà chuyển thời khắc sang năm mới, và mình Tinh muốn đó là một cái ngày đoàn viên, và trong thời khắc đó là được ở bên cạnh con, ở bên cạnh những người thân trong gia đình, ở bên cạnh ông xã. Tại vì là dù là một cái thời khắc khuya 12 giờ nhưng mà vẫn ấm cúng tình thương để bắt đầu sang ngày mùng 1 Tết là bắt đầu chạy. Ta nói là chạy như là ngựa, chạy khắp mọi nơi, mọi miền, và chỉ mong sao là có được nhiều show trong những ngày Tết để phục vụ. Tinh mong là năm nào cũng được tình yêu thương của tất cả mọi người, để quý vị khán giả lúc nào trong trái tim cũng không bao giờ quên hai chữ Bình Tinh. Dạ, cảm ơn chị. Là trong lịch trình chạy show bận rộn ngày hôm nay có chạy tới Du Xuân cùng với Xuân Phương Nam, và nhân dịp năm mới thì xin được chúc chị Bình Tinh luôn giữ được một năng lượng dồi dào như vậy, và có thêm được thật là nhiều những
sản phẩm đặc biệt mới thật là hay gửi đến tất cả quý vị khán giả ạ. Chị cảm ơn Yến. Dạ, và Bình Tinh cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Xuân Phương Nam, một năm Giáp Thìn 2024 cùng với gia quyến được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an và quan trọng là làm ăn phát tài rồng vàng chào đón. Rất vui được gặp lại anh Sơn Hạ và Bằng Chương cùng đến với Xuân Phương Nam. Những năm trước thì mọi người đã rất là quen thuộc với những bài hát của hai anh mang đến chương trình rồi. Không biết là năm nay mình có điều gì mới để mang đến Xuân Phương Nam hay không ạ? Em được một cái may mắn là biết anh Hạ từ rất lâu rồi, cho nên là có cơ hội để mà hát những cái bài hát của anh nhiều lắm. Ngoài cái bài Cung Sầu Bạc Liêu ra thì sắp tới anh Sơn Hạ cũng có viết một bài hát dành tặng riêng cho những người con miền Tây, mà Bằng Chương là một người rất là may mắn được cơ hội để mà anh Sơn Hạ giao cho bài này. Sẵn đây chương trình Xuân Vương Nam thì Sơn Hạ muốn giới thiệu ca khúc này sắp tới sẽ được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Bằng Chương. Đó là một ca khúc mang tựa đề là Thương Người Miền Tây. Rất mong quý vị sẽ yêu mến ca khúc này trong thời gian sắp tới. Còn hôm nay đến với Xuân Phương Nam thì mình có một bài xuân nào để gửi đến quý vị khán giả không ạ hai anh? Bài hát mà Sơn Hạ muốn gửi đến trong chương trình Xuân Phương Nam cùng với ca sĩ Bằng Chương đó là ca khúc được mang tên Tết Việt Nam. Trở về đón Tết quê hương, xuân yên vui, xuân thái hòa, tình đậm đà với Tết quê hương. Mẹ đang giang tay đón chờ, đàn con phương xa trở về, đoàn viên xuân ấm áp. Xuân năm nay, xuân rất đẹp, hoa mai đào khoe sắc muôn đời, cho em thơ và tiếng cười, lòng ngập tràn hạnh phúc quanh đây. Mẹ nấu cho em bánh chưng và đêm 30 pháo hoa rộn vang mừng xuân mới. Tết 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 đã trở về, tròn một năm mới sáng tươi huy hoàng. Tết 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 cùng chúc nhau, tròn một năm mới không còn khổ đau. Tết 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 cùng chúc nhau, chọn một năm mới xóa tan đói nghèo, dù ở nơi đâu cùng trở về đây đón Tết. Tết 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 đã trở về, rộn ràng trên phố trong lần tưng bừng. Tết 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 hòa tiếng ca, bài ca đón Tết xuân về khắp nơi. Tết 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 mừng đoàn viên, dù trái bánh mứt với bao lì xì, nhà nhà đoàn viên cùng nhau chúc phúc để xuân bay. Trở về đón Tết quê hương, xuân yên vui, xuân thái hòa, tình đậm đà với Tết quê hương. Mẹ đang giang tay đón chờ, đàn con phương xa trở về, đoàn viên xuân ấm áp. Xuân năm nay, xuân rất đẹp, hoa mai đào khoe sắc muôn nơi, cho em thơ vang tiếng cười, lòng ngập tràn hạnh phúc quanh đây. Mẹ nấu cho em bánh chưng và đêm 30 pháo hoa rộn vang mừng xuân mới. Tết 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 đã trở về,
tròn một năm mới sáng tươi huy hoàng. Tết 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 cùng chúc nhau, tròn một năm mới không còn khổ đau. Tết 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 cùng chúc nhau, tròn một năm mới xóa tan đói nghèo. Dù ở nơi đâu cùng trở về đây đón Tết. Tết 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 đã trở về, rộn ràng trên phố trong lần tưng bừng. Tết 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 hòa tiếng ca, bài ca đón Tết xuân về khắp nơi. Tết 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 mừng đoàn viên, dù trái bánh mứt với bao lì xì, nhà nhà đoàn viên cùng nhau chúc phú để xuân vầy. Tết 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 đã trở về, tròn một năm mới sáng tươi huy hoàng. Tết 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 cùng chúc nhau, tròn một năm mới không còn khổ đau. Tết 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 cùng chúc nhau, tròn một năm mới xóa tan đói nghèo. Dù ở nơi đâu cùng trở về đây đón Tết. Tết 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 đã trở về, rộn ràng trên phố trống lân tưng bừng. Tết 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 hòa tiếng ca, bài ca đón Tết xuân về khắp nơi. Tết 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 mừng đoàn viên, dù che bánh mứt với bao lì xì, nhà nhà đoàn viên cùng nhau chúc phú Tết xuân vầy. Dù ở nơi đâu cùng trở về đây đón Tết. Tết Việt Nam. Còn ngây dài mơ bóng hình ai, trời mưa giăng lối em lệ rơi nhạt nhòa, nét môi đã xanh quên lời. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây vẫn rơi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chưa xưa ngồi bên anh, em nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hơn lên đây, môi em thơm ngát đón đưa hương say tình. Anh biết không anh, em như bóng mây tìm nơi đổ bên. Bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời rào rạt sóng gió reo mùa đông, chìm trong giá băng bóng xuân mịt mù. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời trốn, còn thương nhớ nhau, còn nắng u sâu muôn kia về sau.
trời mưa giăng lối, áo em lệ rơi nhạt nhòa nét môi đã say quên lời. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên anh, em nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hôn lên đây, môi em thơm ngát đón đưa hương say tình. Anh biết không anh, em như bóng mây tìm nơi đổ bên. Bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời giao giác sóng, gió reo mùa đông. Chìm trong gió băng, bóng xuân mịt mù. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời trốn. Còn thương nhớ nhau, còn nắng ngủ sâu muôn kia về sau. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn lâu. Còn thương nhớ nhau, còn nắng ngủ chờ giao thừa ghé qua. Xuân la 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 xuân la la xuân, xuân la 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 xuân la la xuân, xuân la 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 xuân la 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 xuân la 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 xuân la 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 xuân đón xuân. Chờ giao thừa ghé qua. Xuân la 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 xuân la la xuân, xuân la 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 xuân la la xuân, xuân la 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 xuân la 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 xuân la 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 xuân la 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 xuân đón xuân. Xuân la 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 xuân la la xuân, xuân la 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 xuân la la xuân, xuân la 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 xuân la 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 xuân la 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 xuân la 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 xuân đón xuân. Xuân la 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 xuân la la xuân. Xuân la 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 xuân la la xuân, xuân la 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 xuân la 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 xuân la 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 xuân la 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 xuân đón xuân. Xuân la 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 xuân la la xuân, xuân la 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 xuân la la xuân, xuân la 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 xuân la 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 xuân la 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 xuân la 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 xuân đón xuân.
Anh với ca khúc Xuân Yêu Thương. Và Phụng Yến sẽ được hỏi anh Hồ Việt Trung là từ hồi 30 Tết cho đến giờ thì anh đã bắt đầu đi được những đâu ạ? Hồ Việt Trung xin được kính chào tất cả quý vị khán giả. Thường thì từ 30 Tết đến giờ thì Hồ Việt Trung dành thời gian cho đi diễn là nhiều. Thường thường Tết, nghệ sĩ là Tết là phải đi kiếm tiền. Dạ, đó là cái niềm vui của anh chị em nghệ sĩ đúng không? Nhưng mà mình tranh thủ thời gian dành cho gia đình như thế nào anh ha? Thường thì ngày 30 Tết thì Hồ Việt Trung rất ít nhận show. Trung muốn cái thời gian giao thừa luôn luôn được ở nhà với cha, với mẹ, với những người thân bên gia đình. Buổi sáng mùng 1 anh sẽ làm gì? Thường buổi sáng mùng 1 thì cái điều đầu tiên Trung là đi Trung đi chùa. Trung đi chùa, rồi sau đó về nhà để đón tiếp những người thân đến với nhà của mình. Dạ, rồi mong muốn được lì xì. Mong muốn được lì xì và bản thân anh bây giờ cũng phải lì xì nữa. Tại vì đúng không, các thành viên trong gia đình với nhau ngày mùng 1 là cái ngày mà chúng ta ngồi lại với nhau đông đủ, nào quây quần bên nhau. Cái ngày đó là ngồi kể cho nhau nghe những chuyện năm cũ đã qua làm được cái gì. Và đặc biệt hơn là lì xì với nhau. Lì xì ở đây là lì xì về mặt tinh thần. Mình được lì xì chứ mình được trao đi chứ đúng không? Mình được trao đi, mình được lì xì cho các em nhỏ, các cháu, các anh chị. Và sẵn đây thì cũng xin được chúc Tết quý vị khán giả một năm mới được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và thịnh vượng an khang. Thịnh vượng an khang, đúng như lời chúc của anh Hồ Việt Trung. Thật ra Nguyên Bảo rất là thích cái cụm từ an khang nha. Tại vì khi mà chúng ta có an, an ở đây là an yên về sức khỏe, an yên về mặt tinh thần. Khi mà chúng ta đã có đầy đủ những cái yếu tố đó thì chúng ta sẽ làm được tất cả những việc còn lại trong năm. Khang có nghĩa là sức khỏe về mặt thể chất. Và khi mà hai chữ an và chữ khang đi song hành cùng với nhau, như vậy chúng ta sẽ có được một sự tròn đầy cả về thể chất và cả về tinh thần. Đó cũng là điều mà Xuân Phương Nam mong muốn gửi lời chúc đến quý vị khán giả, cũng như là gửi lời chúc đến anh Hồ Việt Trung. Và cảm ơn anh đã đến đây du xuân cùng với Xuân Phương Nam của truyền hình Vĩnh Long. Và quý vị khán giả ơi, chúng ta sẽ có một năm mới cùng với nhau an khang thịnh vượng quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dầu với rễ hẹn là xứng quá chị ơi. Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Vườn anh hoa vẫn ngờ ơ, ít à thơ ơ, nụ chưa kịp nở.